Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê của cá tầm mình Tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gần 16.000 câu nha anh em. 16.000 câu này, 16.000 câu lô ghê. Thì có 4 cây bên đây là 4 cây máy ngang, phần còn lại máy đứng. Có thương hiệu từ Daiwa, Shimano, Abu và Mayrap. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán đến hàng loại 100% lên đó, thì em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Lên cái thứ nhất mừng tham khảo. Cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa nha mọi người. Cây này của Daiwa. À, cây này là một cây cần máy ngang hàng Daiwa nha mọi người. À, dạng carbon sẵn nè, sẵn ở lớp nó đang ở trong rất là dày nha. Nha. Thì cây này dài 1m8 cứng ML. Đó, à, hàng Daiwa. Cây này được Thái Lan sản xuất nha mọi người. Đó, à, được Thái Lan sản xuất, hàng resin nguyên kiện nha, không độ chế gì luôn. Đó. À. Hàng còn rất là ok nha mọi người. Đó. À. Thì cây này là một cây cần máy ngang hàng Daiwa, hàng sản xuất ở Thái Lan, độ cứng là ML. Cây này dài 1m8, tải mồi từ 5,25g đến 17.5g, đọt là 1 ly 7 nha mọi người, nặng là 100g. Đó, nặng là 100g. Hàng cứng ML này đánh lóc là rất là ok anh em, đánh lóc đánh chẽm rất là ok anh em, mới tập lua lua cây này. Đó. Thì cây này giá công khai là 650k anh em, hàng còn rất là đẹp nha. Chỗ này nãy em thấy nó bị xước một tí đây. Đó, xước này chút tí nha mọi người. Đó, không ảnh hưởng gì cho nha. Đó, hàng nguyên riêng nguyên kiện. Rồi, cây số 1 là 650k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của Daiwa. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Em. Đó, cán vẫn là cán bằng. Đó, hàng Daiwa, đất Daiwa luôn. Đó. Đây, hàng carbon nó dạng sắn như hai da nè. Hai ba lớp nó đang trong đây nè. Đó. Cây này vẫn là một cây dài 1m8 cứng ML. Đó. Hàng Daiwa nha mọi người. Fan bass vẫn là fan bass Fuji luôn nha, fan bass Fuji. Nè. Thì cây này ngoại hình nó còn xuất sắc nha nè, đẹp hơn cây kia. Đó. Dạng carbon nó sáng nổi nè. Cây một cây máy ngang cứng ML, cán bằng. Đó. Cây này vẫn được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. À, sản xuất tại Thái Lan, dài 1m. Dài 1m8 cứng ML, hàng chỉnh đánh lóc. Thì cái này dài 1m8, tải mồi từ 5.25g đến 17.5g. Tải đọt là 1 ly 8 nha anh em, đọt là 1 ly 8. Tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó, tải dây từ 6 đến 14 lb. Đây, carbon nha anh em. Carbon sẵn hai lớp luôn. Đó. Thì cái này nặng là 110g, giá công khai là 700k mọi người. Đó, cái số 2 giá công khai là 700k. Theo sẽ là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần Shimano, hàng khá xịn sò á. Đó. Nè. Đó. Nhìn cái bát thôi là biết xịn sò. Cây này cây máy ngang nha mọi người. Cây máy ngang. Bát cực kỳ đẹp luôn. Sổ dòng phen là dòng phen xít nha mọi người, phen xít. Đó. Cán là cán mút. Nè. Cần rất là đẹp nha mọi người. À, cây này là một cây Shimano Deportivo. Đó. Hàng của Shimano nha mọi người. Rất là đẹp luôn, phen nữa đây, à, phen xít nha mọi người. Đó. Phen cực kỳ ok nha. Rất là đẹp nha mọi người. À, bu là bu xít chống sắn nha mọi người. Thì cái này sở hữu nguyên bộ là nguyên bộ phen xít của Shimano. Rất là đẹp. Thì cái này dài là 1m94 mọi người, dài 1m94, hàng China sản xuất nha. Đó. Anh em, hàng của China sản xuất. Thì có tem sức đầy đủ nha mọi người. Đó, yên tâm, đông chữ nổi luôn nè. Đó. Ngoại hình cái này tầm khoảng 95% nha mọi người. Thì cái này có độ cứng là M, tải mồi từ 7 đến 28g. Đó, tải mồi từ 7-28g, tải dây từ 10 đến 20 lb nha mọi người. Đó. Mã có sức đầy đủ nha. Đó, hàng China xuất Nhật đầy đủ. Bát cực kỳ đẹp luôn. Thì cái này dài 1m98, một mặt 1m94. Hàng đánh lóc, đánh nháy hơi, rất là ok nha mọi người. Đó, lô chẽm, đánh máy ngang. Thì cái này dài đọt là 1 ly 4 nha anh em, đọt 1 ly 4, nặng là 150g, giá công khai là 1 triệu 4 nha mọi người. Đó. Cây số 3 giá công khai 1 triệu 4, hàng rất là đẹp nha mọi người. Bát nhìn khỏi chê rồi đâu rồi hết luôn á. Phen cũng khỏi chê luôn. Nguyên bộ phân xít luôn nè. Em thấy. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình cái này cộng cản 95% nha, rất là mới luôn.
Đó, thiếu cái hộp thôi, cây này còn bao nha. Đó, thiếu hộp. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 1,4 triệu. Tiếp theo sẽ là lên cây là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây cần của Abu. Đó, Abu. Cây này Hornet, Abu Hornet. Cái này là hàng Abu Haya nha mọi người. Đó. Hàng thương hiệu cực kỳ xịn sò luôn. Đó. À, cây này là cây sắn hai da, fan là fan micro, đó, cực kỳ mới nha mọi người, à, có định vị luôn nha, đó, phôi là phôi cargo, phôi bông, à, fan là fan micro, đầu bu là bu chống sắn, fan micro nhỏ nè anh em, đó, rất là cứng nha, thì cây này chuẩn anh em đến bạo lực, vì cây này độ cứng H nha mọi người, độ cứng H, rất là ok luôn, đây nè. Có định vị nha, rất là đẹp luôn. Đây, cái này nó bị chóc một lớp nhám bám nha nè, đó, chiều tay cũng chóc nè đó, người ta dán này á, không ảnh hưởng gì đâu. À, tem sức đầy đủ, đây thông số đó mọi người, đầu cứng là đầu cứng H nha mọi người, đầu cứng H. Đó. Thì cái này đây, có fan này đây nè, fan này trong quá trình vận chuyển nó bị méo một tí móp tí nè. Đó. Nè. Cái này khác nè, đó. Sao em nói vậy thôi. Thì cái này dài là 2m16. Đó, 2m16, tải mồi từ 10 đến 57 g. Đó, chuẩn anh em đánh giá thật luôn, đánh cá lóc bạo lực luôn, săn gừng luôn. Thì đọt là 2,4 L. Đó, đọt là 2,4 L. Tải dây thì anh em, tải dây thì từ 8 đến 25 lb nha anh em, tải dây từ 8 đến 25 lb. Đó, tải dây từ 8 25 lb nặng là 140 g, giá công khai là 1,7 triệu nha anh em. Hàng còn cực kỳ ok nha anh em. Bao đẹp luôn, sẵn hay da. Khỏi bàn. Đó. Cây số 4 giá là 1,7 triệu nha mọi người. Đấy, cây số 4 giá 1,7 triệu. Tiếp theo qua đây. Qua đây là hàng máy đứng nha mọi người. Đó. Thì cây số 5 em lên cho mọi người là một cây bass của anh, hàng Shimano. Đó, cây bass của anh, hàng Shimano. Thì cây này sản xuất tại cây này sản xuất tại Korea nha mọi người. Đó, cây này sản xuất tại Korea. Đây là cây này sản xuất tại Korea, bass của anh, hàng Shimano. Cây này thì full sắt, full hộp nha anh em, sắt ở đây. Đó. Túi ở đây, hộp luôn. Thì cây này dài là 1m83, đó, 2 khúc, thu gọn là 95 cm. Nặng là 110 g. À, đọt là 1,7 L, gốc là 10. Gốc là 9,1 L. Đó, tải mồi từ 4 đến 10 14 g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Thì cái này độ cứng tương đương với ML nha mọi người. Đó, độ cứng tương đương với ML, full sách phù hợp. Thì ngoại hình rất là ok nha mọi người. Đó, một cái bass của anh, hàng Shimano. Đó. Cán là cán 3 khúc trời cao. Tem sức đầy đủ nha anh em. Ngoại hình cực kỳ đẹp luôn á. Fan đề ba cực kỳ bự luôn nè. Cứng tương đương tầm khoảng ML thôi nha anh em. Đó, anh em đi lùa thoải mái. Thì anh em tùy theo địa hình mà cả anh em đánh mình lấy xăng. Đó, anh em gọi này đánh nháy hơi cũng rất là ok nha. Đó. Mà có sức đầy đủ. Rồi, cây số 5, cây số 5 giá công khai là 750 k nha mọi người. Đó. Một cây bass của anh Shimano. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây hàng cứng UL, một cây này rất là nhiều anh em săn đón. Cán là cán bằng, cán 3 khúc đời cao. Đó. Bass ở đây nè, bass dặn nha. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em, bass cực kỳ đẹp luôn. Đó. Chất liệu rồi, chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em. Bát. Fan là fan Fuji nha, fan là fan Fuji. Nè, fan Fuji nha, đóng chữ rõ ràng. Đẹp đẽ sạch sẽ. Thì cây này là một cây cần của đâu, mất tiêu rồi. Của Trust, HS Trust nha mọi người. Đó. Thì cây này dài 1m8. Cứng UL. Đó, độ cứng UL anh em chuẩn đi đánh cá suối, cá mương. Đó. Chuẩn đánh cảm giác luôn.
UL đó. Gắp vô rất là đẹp nha mọi người. Cái này được China sản xuất nha mọi người, China sản xuất, mã code rất đầy đủ nha mọi người. Cái này tải mọi từ 1 đến 14 gram, tải dây từ 6 đến từ 2 đến 6 lb. Thì cái này đọt nó chính là 1 ly 2 thôi, nặng là 90 gram, giá công khai là 800k nha mọi người. Cây số 6 giá công khai là 800k, hàng rất là đẹp nha mọi người, bao đẹp luôn. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một hàng cây thương hiệu của Barclay. Cây này thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Barclay, cán là cán 3 khúc. Cây nè, mấy cây gần xịn sò nó có để tem biết đích luôn á. Cán là cán 3 khúc Barclay, thương hiệu của Mỹ. Bát là bát thẳng luôn nha, bát Barclay luôn. Nè. Rất là đẹp nha mọi người. Chất liệu là chất liệu carbon, phen là phen Fuji, chân đen, phen là phen Fuji chân đen. Ngoại hình cái này ra tầm 95% nha mọi người, xuất sắc các loại luôn á. Thì cái này độ cứng nó rơi tương đương vào tầm khoảng L nha anh em, độ cứng L thôi. Dài 1m, dài 1m8, độ cứng L. Dài 1m8 độ cứng L. Tải dây từ 2 đến 8 lb nha mọi người. Tải dây từ 2 đến 8 lb. Tải mồi từ 0.8 g đến 7 g. Đó, đọt là 1 ly 3, độ cứng L thôi. Nó chỉ hơn UL tí thôi. Rất là cảm giác luôn á. Đây. Hàng Barclay nha anh em. Đó, hàng thương hiệu của Mỹ. Thì cái này nặng là 100 g thôi nha mọi người, nặng 100 g, giá công khai là 1 triệu. Đó. Đây gấp lại test được công cho anh em xem. Đánh bao cảm giác luôn anh em, đánh cá mương, cá suối. Đó. Rất là ok anh em đua phi cũng được. Hàng cực kỳ đẹp nha. Ức ly, bạc ly. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số mấy ta? Cây này cây số 7. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 em lên cho mọi người là một cây hàng của Daiwa, hàng Daiwa Taiwan, một cây hàng Daiwa sẵn hai da. Đây nè. Cây lua sẵn hai da. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Bát đây, bát đây qua rất là đẹp. Cái này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha mọi người. Hàng rất là đẹp nha. Hàng đây qua bát Benson. Bát là bát mấy sò đặc biệt cực kỳ đẹp nha mọi người. Thì cái này hàng Taiwan sản xuất nha mọi người, hàng Taiwan sản xuất xuất Nhật nha. Đó, ngoại hình ok. Thì cái này chỉ nặng kiến, cái này dài 1m68, tải mồi từ 1,75g đến 10.5g, đọt là 1 ly 8 nha mọi người, đọt là 1 ly 8. Đó, để em coi cái này nặng bao nhiêu. Cái này nặng 100g nha mọi người. Đó, cái này nặng 100g. Thì độ cứng tương đương với L nha mọi người. Độ cứng tương đương với L. Đó. Độ cứng là L nha. Dài 1m68. Em gắp vô cho anh em xem. Độ cong. Hàng hai da. Cực kỳ đẹp nha anh em. Ngoại hình rất là ok luôn. Cái này hơi cứng một tí. Cứng L. À, giá công khai cây số 8, giá công khai là 700k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây số 10 là hai cây giống nhau nha. Để em đọc thông số một cây thôi. Sao cho nên xem từ từ. Thì cây số 9 là một cây cần của Daiwa. Đó. Hàng vẫn là một hàng sẵn hay da. Mã code sức đầy đủ nha. Fan bát vẫn là fan là fan Fuji, bát là bát Daiwa, bát hãng nha mọi người. Đó, cần lua cán cầm nhìn các bộ ok nha. Hàng chặt con sắn hai da sắn nổi nè. Đó, đây nè, rồi sắn ở trong đây nó đang dày cực kỳ dày luôn. Thì cây này độ cứng là ML nha mọi người. Đó, cây này độ cứng là ML, hàng Thái Lan sản xuất, mã code sức đầy đủ. Cây này tải dây từ 4 đến 12 lb.
Thì cây này nặng, cây này dài chỉ là 1m95 và 1m98 nha mọi người. Cây này dài 1m98, tải mồi từ 3.5g đến 14g, đọt là 1 ly 9, cứng mà lờ, chuẩn đánh lóc nhanh này, đánh lóc, đánh nhảy hơi, đánh nhảy thật cũng rất là ok nha mọi người. Đó, đánh chẽm, hàng ok. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đây qua cây số 9 giá công khai là 750k nha anh em. Thì cây này nó còn bao một lớp ni lông ở ngoài nè. Đó, cây số 10 cũng vậy, cây số 10 dài 1m98, nó chung được một cặp. Đó, vẫn độ mới cũng như cây số 9 thôi, mà cây số 10 nó không có lớp ni lông ở ngoài đó anh em. Đó, càng sao nó vậy, lớp ni lông ở ngoài người ta sẽ bỏ rồi. Hàng vẫn là hàng của Thái Lan xuất Nhật anh em, mà có sức đầy đủ, tem sức đầy đủ luôn. Cặn vẫn là carbon sẵn sẵn nổi luôn. Đó. Rồi giá công khai cây số 10 vẫn là 750k nha mọi người. Đó. Đây tiếp theo sẽ là cây số 1 11 cho mọi người nha. Số 11 thì nguyên phần bên đây là nguyên phần hàng Francis hết nha mọi người. Cây số 11 là một cây hàng Sibo ở Power Pitch, là cây một cây hàng của China xuất Nhật cho người. Đó, Power Fish. Cây này đây nè, vẫn có xuất sắc cái nè. Đó. Thì bass là bass Fuji Japan. Đó. Cán là cán mút. Đây nè, precision, những cây khẳng xịn sò nó hay đóng góc dưới đây. Hay đóng ở dưới đít. Đó. Ôi, hình ok nha mọi người. Thì đây nguyên bộ phần xếp đây nè, à, xếp nha, nguyên dàn phen là dàn phen xếp xịn sò anh em, đánh là đánh vô tư luôn, rất là ok anh em. Thì cái này nó bị gãy đọt anh em, nó lai đọt đây, lai bu, lai từ bên Nhật về nha anh em, chứ đây không có tự thay. Đó, cần sao thì nó vậy. Thì cái này chiều dài em đo là 1m98, mà chiều dài thật của cái cây là 2m07, nó chỉ mất một xíu thôi nha anh em. Đó. Thì cái này đọt là 1 ly 1, nặng là 100g. Đó, đọt là 1 ly 1, nặng là 100g. Cái này tải mồi từ 0.8g đến 3.5g. Độ cứng tương đương với ML UL. Đó, tải dây từ 3 đến 6 LB, độ cứng tương đương với UL nha anh em. Đó, rất là mỏng mảnh. Em gặp cho anh em xem. Đó, nguyên bộ xếp cho anh em, nó bị gãy bu một tí thôi. Đó. Rất là ngầu nha anh em, bộ phen này cũng rất là ok luôn á. Thì cây này nó gãy gì thì em bán với giá là 750k nha mọi người. Đó, cây số 1 giá công khai là 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 vẫn là một cây cứng UL. Cây số 12 em lên cho mọi người là một cây hàng của View. Đó. Hàng China sản xuất nha mọi người. Đó. Thì cây này sở hữu dàn phen là dàn phen xít luôn nha anh em. Dàn phen là dàn phen xít. Chiều dài là 1m77. Đó, chuẩn luôn, chuẩn chiều dài 1m77 luôn. Đó, đây nè, xếp thật nhanh nè, bu xếp luôn, bu nguyên xin, bu xếp chống sắn. Phen còn cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Bát ta bắt gỗ cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cái này độ cứng tương đương với ML nha, UL nha anh em, độ cứng tương đương với UL. Đó, nó không để thông số nhưng đón là độ cứng tương đương rất là UL. Đó, rất là mỏng mảnh luôn. Thì cây này chia cho anh em đi lua cá suối, cá mương, lua phi. Đó, anh em miền Tây đánh tôm, đánh cảm giác. Anh em test độ cong cho anh em xem. Đó. Phen xích cho mọi người. Đó, rất là ngầu. Rồi, cây số 12 thì dài 1m77, đọt là 1 ly 3, nặng là 70g. Đó, giá công khai là 1 triệu anh em. Đó, cây số 12 giá công khai là 1 triệu. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 13. Cây số 13 em lên cho mọi người là một cây cần của Ten Ocean. Ten Ocean là một cây cần của hàng China xuất Nhật cho mọi người. Thì cây này dài là 2m1. Đó. 7 feet là dài 2m1 anh em. Nặng là 130g.
hai khúc. Đó, đọt là một ly, đọt là một ly 8, gốc là 9,1 ly. Đó, thành phần carbon 98%. Đó. Nè. Thì cái này tải mát đó. Tải mát đó thì được 21 gram. Đó, tải dây mát đó thì được 20 anh em, 20 dB. Thì cái này quẩn thủ dàn phen là dàn phen xít full hợp, sách hướng dẫn đầy đủ nha mọi người. Đó. Tải mát 20 gram. Nè, phen xít. Hình con cá mú nè anh em. Đó. Cán cũng là cán 3 khúc, cán đề cao, bát vẫn là bát Fuji. Cây này làm xích riêng cho thị trường Nhật thôi anh em. Đó, xem xích đầy đủ nha. Cây này cứng tương đương với cứng L nha mọi người, cứng tương đương với là cứng L. Tải mồi 21 gram. Mã có xích đầy đủ nha. Cây xích nha mọi người. Đó. Cứng L này anh em đánh lóc cũng rất là ok anh em. Đó. Anh em. Bù xếp luôn nha, đó, bù xếp trong sáng luôn, rất là đẹp nha mọi người. Coi tổng thể ngoại hình cho anh em xem. Giờ anh em đánh lóc đánh nháy hơi rất là ok nha mọi người. Nhìn phen xếp nhìn từ xa là biết nó chói chói ơi, nguyên bộ phen cực kỳ ngầu nha. Rồi, cây số 13. Cây số 13 giá công khai là 1,5 triệu nha mọi người. Cây số 13 giá công khai là 1,5 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 14. Cây số 14 em lên cho mọi người là một cây hàng của thương hiệu Abu. Đó, Abu Gakma. Thì cây này là một cây Hornet. Cây Hornet thì độ cứng L thôi nha mọi người. Độ cứng L. Cây này là một cây máy đứng. Đó. Phen vẫn là phen xít nha nè, nhìn từ xa là biết liền. Đó, phen xít. Thì cây này dài là 1m98, tải mồi từ 3,5 gram đến 14 gram. Đó, đọt là một ly, đọt là một ly tư. Đó, nặng 100 gram. Thì cán vẫn là cán bằng, bát vẫn là bát Fuji. Anh em. Cán bằng bát Fuji. Xít hết nha. Sở nguyên bộ phen xít luôn, cán đề 3 xít luôn. Bu xít cho nha mọi người. À, cây này độ cứng là cứng L nha mọi người, độ cứng L. Mấy vàng này anh em lấy về lưu mực cũng rất là ok anh em, lưu mực. Nè, nhìn bộ phen là khỏi chê, đấm cực kỳ ngon luôn. Hàng hóa nẹt mà máy đứng này thì rất là hiếm nha mọi người. Rồi, cây số 13. Đó, cây số 14. Cây số 14 giá công khai là 2 triệu nha mọi người. Đó, cây số 14 giá công khai là 2 triệu cây Abu. Tiếp theo là cây số 15. Cây số 15 là một cây mai rap full túi nha mọi người. Cây số 15 là một cây mai rap full túi. Thì cây mai rap này có những clip trước em cũng bán một cây rồi. Về đánh anh em nói rất là ok luôn. Thì cây mai rap này một cây mai rap hàng ship nha mọi người. Hàng mai rap thì hàng chiên cho anh em luôn nha. Đó, khỏi bàn. Nè. Nguyên bộ phen xít nha. Hàng nguyên xin. Thì cây mai rap này dài chỉ là 1m89 thôi, nặng dài 1m89, tải mồi từ 1,75 gram đến 7 gram. Đọt là 1 ly 6, nặng là 100 gram. Đó. Cây mai rap này cứng là cứng L nha mọi người, cứng tầm hẳn L. Đó, tải dây từ 4 đến 8 lb. Đó. Mai rap lighter gì đó. Đó. Hàng là hàng carbon, hàng của China xuất nhập nha anh em. Phen xít hết nha. Đó, anh em về đánh lóc lùa, lùa chẽm, lùa mú cũng rất là ok nha anh em. Hàng đẹp nha mọi người. Rồi, cây mai rap cây số 15, giá công khai là 1,8 triệu nha mọi người. Đó, giá công khai là 1,8 triệu đây. Đầu công ở đây anh em.
về lua mực là rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Cây cuối cùng là một cây cần may ráp, cây số 16. Đó, cây số 16 là một cây may ráp full tưới, full sách hướng dẫn nha anh em. Thì cây này ở Nhật nó bán tầm khoảng 11.300 yên, nó ra tầm khoảng gần 3 triệu tiền Việt Nam. Đó. Thì cây này sở hữu dàn phen này, phen chân ca, phen xích. Đó, xích green. Đó. Cây này dài, này dài 2m33 nha mọi người. Đó, 2m28. Đó, cây này dài 2m28. Độ cứng là độ cứng M. Tải mồi từ 0.5g đến 5g thôi. Đó, tải dây từ 1 đến 5 lb, tải dây bia từ 0.8 đến 0.3 đến 0.8 bia. Đó. Cây này chuẩn anh em lua mực nha. Đó, chuẩn lua mực, lua nháy hơn. Đó, đánh cá suối, cá mương. Tải mồi cái này gơ gần giống như gơ tầm khoảng UL rồi. Đó. Thì đây anh em, sổ dàn phen này dàn phen ca xích. À, đóng đóng chữ Fuji ở trong chà bá luôn. Độ mới cái này ra tầm khoảng 95% nha anh em. Bát là bát Fuji may ráp. À, bát là bát Fuji may ráp nha mọi người. Hàng China xuất Nhật. Khoen là xịn sò luôn á. Hàng anh em lua mực cho anh em, lua mực, lua nháy hơi, đánh cá mương, cá phi. À, đánh lua suối. Fuji. Bu là bu chống sắn luôn, bu chống sắn xếp luôn. Hàng còn cực kỳ đẹp nha mọi người. May ráp. Dạng cứng giống như là UL rồi. Đẩy cái là quéo luôn, đẩy cái quéo luôn. Phen cực kỳ đẹp luôn. Độ mới cái này khoảng 95% nha mọi người. Hàng này hàng chưa qua sử dụng luôn, hàng lướt qua luôn á. Rất là đẹp nha anh em. Đọt nó rất là nhạy luôn. À, cứng rất là mềm luôn á, lua cá suối cá mương. À, đánh phi rất là cảm giác nha mọi người. Đó. Rồi giá công khai cây số 16, giá công khai là 1.800.000 nha mọi người. Đó, cây này nặng là 90g, đọt là 0.8, giá công khai là 1.800.000. Đó tổng cộng 16 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào thì chốt đem số điện thoại em tự động liên lệ liên hạc với anh em nha. Fan cực kỳ ok nha mọi người. Đó, rồi cảm ơn mọi người nha.